Thu nhập khủng nhưng ai cũng choáng khi bước vào nhà của Bảo Anh. So với tưởng tượng của khá nhiều người thì nhà của Bảo Anh lại khá giản dị và ấm cúng. Là ca sĩ nổi tiếng có thu nhập khủng nhưng ít ai biết rằng Bảo Anh vẫn sống cùng bố mẹ và em gái. Ngôi nhà của nữ ca sĩ khá giản dị và cũng bình thường như bao gia đình khác. Phòng khách của nhà Bảo Anh có nội thất bằng gỗ là chủ yếu và được bày biện khá gọn gàng ngăn nắp dù có nhiều đồ. Một góc phòng khách nhà nữ ca sĩ, trong góc bày tủ ly rượu, cạnh đó là tivi và các thiết bị đồ điện tử. Tường cạnh cầu thang được thiết kế mở, tạo không gian thoáng cho căn nhà. Bộ bàn ghế được kê đối diện kệ tivi, toàn cảnh phòng khách khi nhìn từ trên cầu thang xuống. Mặc dù không phải quá rộng rãi, nhưng phòng bếp và phòng khách vẫn được nối liền với nhau ở chung một tầng. Nội thất căn bếp cũng chủ yếu là đồ gỗ, tông suyệt tông với phòng khách. Một góc phòng ngủ của bố mẹ Bảo Anh, trên tường có treo bức ảnh chụp chung của hai người. Phòng em gái Bảo Anh lại khá đơn giản, không quá cầu kỳ với giường ngủ được kê sát cửa sổ. So với em gái thì phòng ngủ của Bảo Anh lại được trang trí khá hiện đại với nhiều đồ đạc bên trong. Thay vì giường gỗ tối màu thì giường của Bảo Anh lại có tông màu trắng trẻ trung và sáng sủa. Đối diện đó là tivi và các kệ tủ, cũng cùng tông màu với giường. Đàn piano được cô nàng kê ở góc phòng, cạnh cửa đi lại. Trên đó để những món quà tranh ảnh mà người hâm mộ tặng cho cô nàng. Một góc sân thượng ở nhà được cô nàng chia sẻ với người hâm mộ. Trọn bộ ảnh cưới của đại gia Mỹ Đường làm đám cưới 10 tỷ với người đẹp Phú Yên kém 16 tuổi. Đám cưới của Sang Lê và đại gia Mỹ Đường được đánh giá sang trọng nhất nhì showbiz Việt. Tiệc cưới của Hoa hậu được yêu thích nhất, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 Sang Lê với đại gia Mỹ Đường hơn 16 tuổi Việt Anh diễn ra vừa qua đã gây xôn xao giới showbiz Việt với chi phí khủng lên tới 10 tỷ đồng. Toàn bộ khách được mời vé máy bay và ăn ở khách sạn 5 sao. Toàn bộ hoa cưới được nhập từ châu Âu gồm có hoa hồng, hoa mẫu đơn, tú cầu và được trang trí kín tầng tiệc cưới. Sang Lê cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ chuyện tình yêu đẹp, tiết lộ đã được đại gia tuyên bố em sẽ là vợ của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, và người đẹp chỉ biết anh là đại gia có điều kiện khi được dẫn về ra mắt sau một khoảng thời gian yêu nhau. Bộ ảnh cưới của Sang Lê và đại gia Việt Anh được người đẹp tiết lộ thực hiện địa điểm chính ngay tại quê hương Phú Yên, hoa vàng cỏ xanh của cô dâu. Sau tiệc cưới lớn nhất nhì showbiz Việt tại Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh, bộ ảnh cưới chưa công bố của hoa hậu được yêu thích, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 Sang Lê với đại gia Mỹ Đường cũng được tiết lộ. Bộ ảnh thực hiện trong 5 ngày tại Phú Yên, quê của Sang Lê. Sang Lê và chồng đại gia có mối tình vô cùng lãng mạn. Chàng đã theo dõi nàng suốt một năm qua Facebook, thấy nàng là hoa hậu nhưng vẫn giản dị, không giả tạo, màu mè nên quyết định làm quen. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đại gia hơn 16 tuổi đã tuyên bố em sẽ là vợ của anh. Suốt 3 tháng theo đuổi, đại gia Việt Anh luôn thể hiện sự quan tâm, đáp ứng đầy đủ mọi đòi hỏi thử thách của người đẹp. Cái gì đến cũng phải đến, Sang Lê đã nhận lời yêu vì doanh nhân hơn mình 16 tuổi. Người đẹp cho biết khi yêu nhau, doanh nhân Việt Anh chỉ đưa đón cô bằng taxi. Mãi đến khi được dắt về nhà, Sang Lê mới ngỡ ngàng với gia thế và tiềm lực kinh tế của gia đình Việt Anh. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức với chi phí lên đến 10 tỷ đồng. Sau khi cưới, Sang Lê sẽ gấp rút có con với đại gia hơn 16 tuổi vì gia đình bên chồng đã mong ngóng có cháu từ rất lâu. Người đẹp cũng tạm hoãn lại sự nghiệp để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Tuy hơn nhau 16 tuổi, nhưng Sang Lê và chồng mới cưới vẫn rất xứng lứa vừa đôi. Thủy Tiên bức xúc treo ra Tết về việc để chị chồng bán vé số, em chồng phá gia đình nhà người khác. Những lời chia sẻ đanh thép của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin em gái Công Vinh bị người khác tố cướp chồng khi làm việc tại quán bar ở Singapore. Dù chưa biết đúng sai ra sao, nhưng nhiều người đã lên tiếng chửi Công Vinh giàu có là thế, nhưng lại đến em gái làm công việc này. Thậm chí, có người còn lôi chuyện chị gái Công Vinh đi bán vé số ra để chỉ trích cựu cầu thủ. Sau nhiều ngày nhẫn nhịn, thì mới đây Thủy Tiên đã bức xúc đăng đàn, đáp trả lại anti-fan. Dòng chia sẻ của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bà xã Công Vinh trút bầu tâm sự. Ai cũng phải lao động và sống lương thiện thì mới có thể có cuộc sống tốt đẹp được. Đủ tuổi trưởng thành có gia đình rồi thì tự phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm, còn đối với anh chị em trong gia đình, mình chỉ giúp đỡ tiền bạc, công việc và khuyên bảo họ, chứ không thể trói tay, bắt họ sống theo ý mình được. Nữ ca sĩ cũng giải thích thêm chuyện chị chồng bán vé số và em gái chồng sang Singapore làm việc ở quán bar. Chẳng lẽ đã giúp hết lòng và năn nỉ hết mức rồi mà người ta vẫn thích bán tài sản mình cho rồi, đi bán vé số. Hay lo lắng cho ăn học thành tài, xin việc cao sang cho mà không chịu, cũng không muốn mình can thiệp vào cuộc sống cá nhân của họ, thì cũng là tội lỗi của mình. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn lên tiếng dằn mặt những anti-fan chửi bới Công Vinh. Nhưng cho mình hỏi, những bạn chửi bới cay nghiệt chồng mình ấy, đã bao giờ từng bỏ ra hàng bao tỷ đồng giúp gia đình, anh em và phụng dưỡng bố mẹ, để hiểu được rằng trên đời này, đã làm người thì không ai mà không có cái khó, cái khổ riêng mình cả, dù cho bạn là người giàu có hay quyền lực nhất thế giới. Sống tốt phần mình không gây ảnh hưởng đến người khác đã là điều quá vĩ đại trong cái xã hội này rồi. Nên trước khi chửi ai thì cũng nên biết mình đang chửi cái gì và cái người mình lôi ra chửi có làm gì sai hay không. Ngay khi vừa chia sẻ, rất nhiều khán giả đồng tình và thông cảm với vợ chồng Công Vinh. Qua những lời giải bày của nữ ca sĩ, công chúng cũng hiểu thêm phần nào câu chuyện đằng sau. Những ngày qua, thông tin em gái Công Vinh bị tố giật chồng, khiêu khích phụ nữ đang mang thai được lan truyền trên mạng xã hội. Một phụ nữ trẻ có nickname Linda liên tục đăng tải kèm bài viết tố hot girl Khánh Chi, em gái cựu tiền đạo Lê Công Vinh giật chồng. Theo tiết lộ của bạn bè, người phụ nữ này, Khánh Chi sang Singapore làm việc trong một quán bar mấy tháng nay. Tại đây, em gái Công Vinh quen và có quan hệ tình cảm với người đàn ông. Em gái Công Vinh bị cho là cố tình chèo kéo, dù biết anh này đã có vợ và Linda, và họ chuẩn bị có con. Sự xuất hiện của em gái Công Vinh khiến vợ chồng người này lục đục, cô vợ bỏ về Đài Loan sống với mẹ đẻ. Khánh Chi khoe hình ảnh nắm tay hạnh phúc bên tình mới và món quà anh này tặng. Khánh Chi chụp ảnh cùng chị Ngọc, người chị đi bán vé số của Công Vinh. Những hình ảnh chị gái của cầu thủ nổi tiếng đi bán vé số đã gây xôn xao một thời gian dài. Hàng ngày, chị Ngọc rong ruổi khắp các con đường từ sáng đến tối để bán vé số mưu sinh. Công Vinh nói về tình yêu với Thủy Tiên trên truyền hình Mỹ, đó là tiếng sét ái tình. Trong phóng sự trên kênh thể thao số 1 thế giới, ngoài nói về sự nghiệp cầu thủ, Công Vinh còn chia sẻ về người bạn đời của mình, ca sĩ Thủy Tiên. Mới đây, đoạn phóng sự về cuộc đời của cầu thủ Công Vinh vừa được phát trên kênh thể thao số 1 thế giới. Clip được thực hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, từ quê nhà Nghệ An, nơi anh bán duyên với sân cỏ và ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi anh gặp gỡ và gắn bó đời mình với nữ ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên. Công Vinh chia sẻ về mục tiêu trong sự nghiệp của mình. Khi mình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, mình phải nỗ lực để thành một cầu thủ giỏi. Để được lên đội tuyển quốc gia, mình phải phấn đấu để trở thành cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Và mình thi đấu ở vị trí của mình phải làm được nhiều cho đội bóng, quan trọng hơn là mang về danh hiệu cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về chuyện tình yêu với Thủy Tiên, từ khi gặp gỡ cho đến khi xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Bố bé gạo nhớ như in cả ngày tháng gặp gỡ bà xã, và thời điểm gặp gỡ là sau khi Việt Nam vô địch Đông Nam Á, AFF Cup 2008. Đó là duyên phận và cũng có thể là tiếng sét ái tình. Với tôi, Thủy Tiên luôn là chỗ dựa vững chắc, Công Vinh cho biết. Thủy Tiên cũng kể về kỷ niệm năm 12 tuổi. Cô từng rất đau khổ khi thấy đội tuyển Việt Nam thua và không dám xem đá bóng. Nhưng sau khi Công Vinh ghi bàn quyết định giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Thủy Tiên nhớ là mình đã hét rất to vì sung sướng. Nói về Công Vinh, Thủy Tiên cho hay điều quan trọng nhất với anh là gia đình, và đó cũng chính là một trong những lý do khiến cô rất mực yêu người đàn ông này. Ngân Khánh và cuộc sống sinh viên khi du học tại Singapore. Đang du học tại Singapore, nhưng Ngân Khánh vẫn không quên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sinh viên của mình với khán giả trên trang cá nhân. Sau khi kết hôn vào tháng 2, 2015, Ngân Khánh gây bất ngờ cho khán giả khi quyết định xa rời showbiz và sang Singapore du học. Dù thời điểm đó, nữ diễn viên đang là một cái tên đình đám trong làng phim Việt, với hàng loạt vai diễn trong Gọi Giấc Mơ Về, Tường Vi Cánh Mỏng, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Mai Dai, Cô Dâu Đại Chiến.
Tháng 6, 2015, Ngân Khánh rời Việt Nam lên đường sang Singapore và chuyên tâm học hành. Được biết, cô theo học chuyên ngành sản xuất phim điện ảnh và sau khi trở về, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho điện ảnh Việt Nam trong vai trò một nhà sản xuất. Đến nay đã hơn 2 năm, những hình ảnh đời thường về cuộc sống sinh viên vẫn được nữ diễn viên cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân của mình. Nhiều khán giả không khỏi thích thú trước những khoảnh khắc của cô sinh viên Ngân Khánh đáng yêu bên cạnh bạn bè khi học tập tại đảo quốc sư tử. Rời xa showbiz, cuộc sống sinh viên của Ngân Khánh tại Singapore rất bình yên. Cô cũng bị stress và căng thẳng với bài tập cùng lịch học dày đặc như nhiều sinh viên khác. Ngoài giờ học, Ngân Khánh cùng bạn bè trong lớp đưa nhau đi chơi, ăn uống và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ngân Khánh miệt mài học tập và trao đổi bài vở cùng giáo viên, nữ diễn viên bên cạnh bạn học và cô giáo, thoải mái đùa giỡn cùng bạn bè. Ngoài giờ học, cô cùng bạn bè đi chơi và ăn uống, nữ diễn viên cũng rất siêng đăng tải hình ảnh cùng bạn bè. Khi rảnh rỗi, Ngân Khánh tập luyện thể thao để thư giãn. Mặc dù đã kết hôn, nhưng Ngân Khánh may mắn được chồng Thiếu Quân ủng hộ việc cô đi du học. Thời gian gần đây, cô nàng khiến các fan phấn khích khi có vẻ như đang rất muốn có em bé sau 2 năm kết hôn. Trên trang cá nhân, Ngân Khánh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, clip chơi đùa cùng cháu của mình. Ngân Khánh và chồng Thiếu Quân trong lễ cưới cách đây 2 năm, anh thường xuyên sang Singapore thăm vợ và đưa cô đi chơi. Hình ảnh đáng yêu của Ngân Khánh bên cạnh các cháu, cô nàng còn thích em bé đến nỗi muốn bắt cóc con nhà người ta ngay tại sân bay. Ở thời điểm hiện tại, Ngân Khánh đang trong kỳ nghỉ hè và các fan của nữ diễn viên rất mong ngóng cô quay trở lại điện ảnh sau một thời gian dài mất tích. Dự kiến năm 2017, cô sẽ trở về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học.